mèo nè. Mèo, mèo. Chạy đâu mèo với anh nè. Ôi, cái mùi lạ lạ người ta. Vô, vô. Ơi, mình phải uống cái kiểu vô bơi. Ờ, đúng rồi. Vô. Quá, quá đã, quá đã. Trời ơi, tao thương mày quá. Vậy trời. Lúc nào hả, tao buồn cũng có mày ở bên cạnh tao chứ. Tiếc là mày có chồng rồi. Không thôi là tao yêu mày luôn đó. Mày yêu tao hả, con quỷ? Nè, con làm gì trong nhà của tôi vậy? Nhậu với làm gì trời. Không, gì em có chồng rồi mà em ăn nhậu vậy đó hả? Rồi giao du với mấy cái đứa ế, không có việc gì làm với con nhỏ này nữa. Anh nói bậy rồi nha. Tôi không có ế đâu đó. Chẳng qua là tôi thích độc thân vô tính. Anh hiểu không? Nè, đúng. Cô xỉn dữ lắm rồi đó. Tôi thấy như nhau à, có khác gì đâu. Bây giờ nha, cô thiếu thốn tình cảm á thì ra ngoài kiếm trai, đừng có tìm tới vợ tôi nữa. Cô thấy không? Không có người chồng nào mà muốn vợ mình say xỉn nhậu nhẹt vậy đó. Cô đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nghe chưa? Đi về đi. Vậy trời, anh là lố lắm. Thôi. Gì mà phá hoại gia đình, làm gì phá hoại, tôi tao uống vài chai bia chai rượu là bị phá hoại. Thôi thôi thôi, được rồi. Trời ơi, mất hứng dễ sợ luôn á. Lần sau á, ra quán nhậu đi nha. Trời ơi, tao chưa có xỉn mà tao nghe chồng mày lèm bèm, tao muốn xỉu ngang luôn á. Thôi tao về đây. Mày ổn lại với tao. Thôi, bữa khác tao qua nha. Rồi, tao về trước nha. Ông con này thiệt luôn á, nói gì cái đi. Đúng là ông ra thể thống vậy á. Còn em nữa, anh nói với em sao, đừng có giao du với con nhỏ đó, nó không có tốt lành gì hết trơn á. Em nhớ cái hồi mình mới cưới không, mỗi lần mà cãi nhau á, nó xúi em chia tay anh ghim nó tới giờ đó. Anh đàn ông mà nhỏ nhen quá, cái gì chuyện đó thì tới giờ vẫn còn nhắc lại sao. Mình là đàn ông mình phải rộng lượng, thiệt tình luôn anh. Sao không lẽ giờ cái chuyện gì anh cũng kiểm soát em? Giờ chuyện bạn bè em chơi với anh cũng kiểm soát lại. Mệt quá, bây giờ tóm lại nè, bây giờ em xỉn rồi, anh không có chuyện với em nhiều nữa. Xỉn là mình xỉn, tao về mà cái xỉn. Nghe anh nói nè, anh cấm em giao du với con nhỏ đó, nghe chưa? Còn cái chuyện em nhậu nhẹt nè, đợi em tỉnh đi, anh nói chuyện với em sau. Anh mới tỉnh đó, tao đang tỉnh gì đó. Chồng con gì mà chết. Nè, em uống nước đi. Mà anh nè, hình như là hồi nãy hai đứa mình nó đi ngang ở cái con quy bốn mắt đó, lỡ nó nhìn thấy hai mình rồi sao? À hả? Không sao đâu em ơi, bữa anh thử nó rồi, nó không biết gì hết trơn em. Vậy là con nhỏ nó cận thiệt, nó cận nặng luôn á. Không sao, đừng lo ha. Anh nói vậy là em yên tâm rồi. Ừ, thôi chuyện nó không quan trọng, vô tới đây rồi làm công chuyện đi chứ nói cái gì mà nhiều vậy hả? Mẹ. Gì? Mẹ. Dạ hả? Từ từ đã. Từ cái gì? Anh có muốn thử cảm giác lạ mờ mờ ảo ảo như cái con vi bốn mắt đó? Thử chứ. Trời, cái gì lạ lạ là anh thử liền à? Sao? Mày làm gì? Đợi em xíu. Ta da. Phải chuẩn bị luôn hả? Nè, nhắm mắt lại. Ok, nhắm nhắm. Đừng nói hùng tôi nha. Ý. Rồi. À rồi. Rồi hiểu rồi. Cái này là chơi cái trò mà mèo vần chuột chứ gì. Nhưng bây giờ bữa nay á, anh sẽ là con chuột, anh vần con mèo. Rồi ok. Đấy. Chạy đâu nè? Bắt em đi nè. Ở đây phải không? Mèo. Đây chứ đâu nè. À, dạ. Đâu nha, đâu nha. Đâu? Mèo. Đây nè. Chết với anh nè. Mèo. Mèo nè, mèo nè. Mèo, mèo. Chạy đâu mèo với anh nè. Ôi, cái mùi lạ lạ người ta. Ủa em. Mày con. Ôi trời, mẹ gì như trời giáng vậy. Ôi em, sao tự nhiên em tới đây được vậy? Hay vậy? Sao cái đầu hay, chồng mình đi ngoại tình, mình phải theo dõi thì mình mới biết chồng mình ở đâu mà tới quánh ghen chứ, hỏi gì kỳ vậy? Đúng rồi đó, có gì đâu mà tự nhiên. Là tôi nè, là tôi báo cho vợ anh biết đó. À, con nhỏ này. Cái chuyện hôm bữa ở nhà tôi á,
Không có bếp xếp với ai nghe chưa? Gì vậy? Anh nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. Chuyện gì? Ủa cái chuyện đó bộ không thấy gì hết trơn hả? Trời ơi trời, có thấy gì đâu, có biết gì đâu trời, tự nhiên lại đây nói nhảm gì vậy? Vậy là con nhỏ này nó không để ý thiệt hả ta? Ừ. À, không thấy gì thôi. Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì đi ha. Ờ, à, không không. Ừ, ý là tôi tính nói cái chuyện gì hôm bữa mà tôi quên rồi. Thôi để bữa nào tôi nhớ cái tôi gặp tôi nói lại nghe chưa? Không có gì hết trơn nha. Rồi, biết rồi. Ừ. Vậy thôi tôi về trước nha. Ừ. Nhớ nhà không có gì á. Biết rồi. Tức tật cho nên mới giật mình đúng không? Tao coi, tao sẽ làm cho tụi bay sáng mắt ra nè. Chứ đừng có tưởng á, ai cũng đuôi như tụi bay. Tao muốn làm gì thì làm. Trời ơi, sao anh kêu là nó bị cận nóng lấy đường mà. Sao tự nhiên giờ. Chuyện này anh sai thiệt rồi. Ờ em ơi, bây giờ nha. Giờ lỡ vô bắt tại trận vậy rồi á. Bây giờ có gì á, về nhà mình giải quyết đi. Ở đây khách sạn người ta, mình làm sùm lên một chút. Anh khởi quần đi ra anh đổi về luôn á. Ôi xin lỗi. Ôi trời ơi, đừng quên anh đi cái gì. Tối thui vậy, tắt đèn vậy. Anh đứng im đó cho tôi. Hồi nãy anh nói với con nhỏ này á, là anh thích mờ mờ ảo ảo mà. Tôi đập anh một con vậy là mờ ảo được rồi đúng không? Hay là anh muốn tối thui luôn? Hả? Thôi em chừa anh con mắt để anh còn thấy được. Anh về nhà nữa chứ, đừng quên nữa nha. Hả? Còn con kia, mày thích làm trà xanh lắm đúng không? Kìa, nó thích làm trà xanh kìa. Mày giúp nó một tay đi. Cái gì vậy? Gì vậy? Hồi nãy á, tao bước vô đây á, tao cũng nghe mùi trà xanh lắm. Mà nó chưa có nồng nặc. Bây giờ á, để tao tắm trà xanh lên người tụi bay á, cho nó nồng nặc mặn nồng. Trời ơi đừng làm lớn chuyện nữa. Trời ơi, anh xin lỗi. Anh bây giờ anh chỉ ra ngoài ăn phở, anh cũng về với em thôi. Bây giờ em mình làm lớn chuyện không? Lỡ người ta có gì á, ra pháp luật được kiện tụng mệt lắm đó. Ê! Anh hào hùng quá đúng không? Anh muốn làm anh hùng đúng không? Có. Nếu anh muốn làm như vậy rồi á, là anh đã không đi ngoại tình. Còn đối với tôi, ngoại tình là ngoại tình, phản bội là phản bội, chứ không có cái chuyện mà ăn rau ăn cỏ qua đường ở đây. Nghe rõ chưa? Biết rồi. Còn mày á, nếu như mà ngày mai đi làm á, thì vui lòng á, đeo 80 lớp khẩu trang vô nha. Nhưng mà tao nghĩ cái loại như mày á, đã giật chồng người ta rồi á, thì cái bản mặt của mày á, phải dày hơn 80 lớp đó, không cần phải đeo đâu. Mày còn kênh mày. Đẹp á, ôi xin lỗi. Ôi anh xin lỗi em, đừng có làm lớn chuyện nữa được không? Câm cái miệng lại. Đừng có xin lỗi tôi. Anh giữ lời xin lỗi đó. Tối nay về gặp ba mẹ hai bên mà xin lỗi. Không em ơi, không em. Em ơi, cái chuyện này từ từ mình giải quyết được mà. Dạ. Dạ ơi. Dạ. Anh, giờ mình làm sao đây? Ôi, anh với em giờ cắt đứt đi. Anh lo thân anh chưa xong nữa đó mà lo cho em gì.